Alo, à, dạ vâng xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng anh em chúng ta đã quay trở lại với Minh Nhật 86. Và nay thì để chúng ta về con 85. Để lại về luôn hai con bóng của ngày hôm qua mọi người nhé, à, chung trong một cái bộ 03 ba càng đó chính là 085. Về phần uh, lô tô thì chúng ta ngày hôm nay uh, rất là may mắn khi mà tiếp tục ăn được một nháy con lô 87. Thôi thì ngày nào cũng ăn được một nháy lô là vui rồi. Hai con ăn một như thế cũng đã đạt chỉ tiêu của mình mọi người nhé. Đấy. Riêng về phần chạm đề, hôm qua bắt chạm uh, 3, chạm 1 Thì nói chung là cũng không được ăn à, Quan trọng là như vậy Thì cũng được 226 anh em chúng ta để lại cho kênh uh, Nút like Cộng với là hơn 4.000 anh em chúng ta đã xem video Thì cho mình cảm ơn anh em cũng như các bạn ta thêm một lần nữa Rồi thì cùng nhau quay trở lại với ngày hôm nay Hãy Tiếp tục xây cầu và chút số cho ngày mai Các bạn chúng ta có còn nhớ ở những cái vị trí đường cầu Các cái con số mà mình đã đánh dấu cho anh em Cũng như các bạn ta về những cái biểu hiện Rất là cơ bản của các cái con số Đơn giản như chúng ta thấy đây chính là 7887 này các bạn này Ở trên thì chúng ta là 776 mọi người nhé Đấy Tiếp tục như vậy 778 ở đây Thì mình đã quyết định lựa chọn Đó chính là cặp 778 Cũng như là cặp lô tô 7887 Hôm qua 7667 tại vị trí này Mình cũng đã có Uh, chia sẻ qua uh, cho anh em cũng như các bạn ta thêm về cặp số đó. thì ngày hôm nay thì 7667 cộng với 7887 à, chúng ta rất là may mắn khi mà đều có cả hai mọi người nhé. như thế cũng rất chi là ok rồi. À, lô tô thì mình chỉ chốt cho anh em chúng ta có hai con thôi. mỗi ngày thì chúng ta mong ăn được một như thế là cũng đặt chỉ tiêu rồi mọi người nhé. như thế là ổn áp rồi, ok rồi. chúng ta không cần nhiều. Đấy. thì uh, tiếp tục quay lại cái bảng ngày hôm nay về phần lô rơi chúng ta có lô 08 Đồ 2 chúng ta rơi lại 25, 2 nháy. đầu 3 chúng ta rơi lại con lô 38. 4 rơi lại 41, à 43. 5 thì rơi lại 54, 6 thì cũng rơi rồi đúng không ạ? 7 cũng thế. 8 cũng rơi lại con 84. 9 thì rơi lại 997. Ngày hôm nay thì nói chung là quay lại khá là nhiều. Không có mấy con lô mới cả. Nhìn vào cái bảng kết quả ngày hôm nay thì nhìn vào tất cả những cái con số nổi bật nhất cũng như là đáng chú ý nhất thì mình đang nhắm vào hai cặp lô chính. Cặp thứ nhất các bạn lưu ý cho mình đó chính là cặp 553 đây. Tương tự tương ứng với cặp lô à 3553. Cặp thứ hai là 990 thì 990 nằm tại vị trí này. Thì cũng bạn các bạn thấy là 90 nó đã về cho các bạn ra về lại cho ta là một nháy nó cũng cũng là một cái con lô rơi. Tương tự như vậy đối với 044 và 644 Đấy. Chúng ta chỉ lựa chọn những cặp số nào nó Coi như là Mấy con này thì nó thuộc dạng gọi là lâu rơi rồi những Cặp số nào nó chưa về thì anh em chúng ta xem xét thêm vào cái hàng để các bạn chúng ta quan tâm lưu ý Cũng phải dựa thêm một vài yếu tố nữa mọi người nhé, chứ cũng không thể nào mà Chúng ta chỉ cần vài cái đường cầu cũng như là vài cái vị trí dự báo như thế này mà chúng ta lựa chọn được Anh em cần phải cân nhắc thêm về một số vị trí đường cầu nữa rồi chúng ta mới ra quyết định là có nên chốt con số đó hay không Để cho mọi người cũng như các bạn là tham khảo đã. Ngày hôm nay thì nổi trội nhất chúng ta có 41 ba nháy à, Lâu lắm rồi cũng phải nói là cũng phải rơi khoảng nửa tháng đấy mọi người nhé à, chúng ta đã khoảng hơn một tuần gì đấy mình nhớ là cách đây cũng gần 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 thôi khoảng tuần thôi là có lô ba nháy rồi thì ngày hôm nay chúng ta lại có 41 mốt tiếp tục ra ba nháy À, vẫn như thường lệ thôi và như cái đường cầu cũ của mình thì uh, chúng ta sẽ bắt cầu đề dựa theo cái con 41 này đi ba nháy thì chúng ta sẽ bắt uh, cầu đề là trong cái bộ 14 mọi người nhé Chưa cần biết là thằng cầu nó cầu đề nó có ở các cái vị trí nào nhưng mà chúng ta sẽ bắt ngày mai bắt thẳng vào trong bộ 14 luôn. Để các bạn ta chơi cũng là đánh cho nó cẩn thận. Hôm nay thì 85 tổng 3, ngày mai thì chưa biết là ra sẽ ra tổng nào. Chúng ta tiếp tục rơi lại cái tổng 3 trong cái bộ 03. Đây thì mình sẽ chuyển lại cái ngày sang ngày hôm nay để cho mọi người người ta được rõ về những cái con số này. Sau khi đề về 30 thì các bạn thấy đây là 03 đi 03 tiếp tục. Thì tổng 3 nó đi một hàng khá là thẳng mọi người nhá, đi một hàng rất rất thẳng. Nó làm luôn cho các bạn tăng một hàng tổng 3 tại cái vị trí này ngày mai thì sang là ngày thứ thứ sáu rồi vậy là cũng quanh quanh thì cũng để mình tính xem là có thể là chơi chạm gì được xem là có thể là chơi chạm gì được nhưng mà cái phần đấy thì chúng ta để sau vì chúng ta đã trong cái bộ 14 rồi đúng không chúng ta chỉ quan tâm là về phần lô tô cho ngày mai thôi là chúng ta đánh con gì thôi mình mong là tất cả những con số mình phân tích thì mỗi cặp sẽ về được cho các bạn với anh chị em chúng ta là mỗi cộ mà là một con. Không cần nhiều. Cứ đánh hai lâu ăn một ngày làm 10 20 điểm. Chỉ cần tối nó về thôi, à, như thế nó rất là thành công rồi. Hôm qua 30, nay ra 41. Ngày mai hôm nay 85, ngày mai 96. Trước mắt là mình cứ đặt một vài cặp để mọi người tham khảo đã Những cặp số này thì nếu mà anh em chúng ta có lỡ và trùng con nào anh em chúng ta thích ý, Thì các bạn chúng ta hãng vào tiền nhé Nếu mà trùng cầu của anh em Đây là những cái vị trí mà chúng ta nên tham khảo thôi Nếu mà trùng cầu thì các bạn ta nên mới chơi Còn đây những con số không phải là số mình chốt đâu mọi người nhé Tham khảo trước mắt cái đã Xong sau đó các bạn ta trùng cầu kết cầu Thích con số đó thì các bạn chúng ta cũng có một cái cơ sở để chúng ta vào tiền Chứ không phải là con số này là chắc chắn 100%, 100 là nó về được Đấy thì còn theo đường cầu riêng của mình một số cặp lô mà các bạn chúng ta cần phải quan tâm cũng như là lưu ý cho cái ngày mai. Thì cặp đầu tiên đó chính là cặp lô tô 69 và con 96, cặp thứ hai sẽ là cặp lô tô 25 và con 52 thì cặp này đang dự báo chúng ta sẽ về cho anh em chúng ta là một ngày nữa. Và cặp cuối cùng nó sẽ là cặp 3663. Thì mình cũng đã có hết là được ba cặp lô ở đây rồi có hết là ba cặp lô ở đây rồi thì mình chỉ chọn được một để cho anh em chúng ta đánh riêng cho ngày mai ngày 21 tháng 1 thì uh, chúng ta 252 ngày mai chắc chắn là sẽ để dành để ghép xiên rồi vì cặp này đã về được con 25 rồi mọi người nhé là, đã về 25 rồi thì các bạn ta để ý cho mình về ghép xiên xiên ở đây xin là xiên con 52 25 đã về được 3 ngày hai ngày liên tục tổng cộng 3 nháy thì ngày mai sẽ là con 52 đi nốt cái phần còn lại của nó là nó hoàn thành một khung thì các bạn ta lưu ý cho mình con xiên 52. Về con 36 cộng với con 63 thì 36 ở đây chúng ta gan sang ngày thứ tư. À mọi cái biên độ gần nhất thì đều báo gan sang ngày thứ năm cơ, chứ ngày thứ tư thì chưa có biết cái biên độ nào cả. 36 thì cũng thế. À quên 63 thì cũng thế. Và 63 thì trong cái tháng này thì nó về rất là ít mọi người nhá. 63 trong tháng này nó về rất là ít này. Về rất ít cho nên là chúng ta cần phải xem cái đầu số của nó đã. Xem bắt đầu 6 thì Cơ mà nó có 63 thì hôm trước cái đầu 6 chúng ta có 61 và có 62 cộng với lô 87. Hai nháy. Cặp này ngày mai mình không không vững tin lắm. Không 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 đi tin tay lắm vào cặp số này mọi người ạ. Không tin tay lắm vào cặp 3663. Hôm nay thì đầu 3 cũng chỉ có con 38 và đầu 6 này chỉ có 64 67 thôi. Không có nhiều. năm hai bắt lại thì có vẻ hơi quá đáng nhưng mà cũng tùy theo như mình nghĩ là cũng tùy tình hình hai và mà năm hai thì bắt lấy một con năm hai làm con xiên chỉ cần nó trúng thôi là đã thành công rồi không cần phải nghĩ nhiều chỉ cần nó trúng thôi là chúng ta đủ cơ sở để các bạn chúng ta vào tiền rồi đúng không ạ thì chỉ còn một cái cặp cuối cùng chính là cặp mà lô tô 69 và con 96 thì 69 đây các bạn thấy là gan ở đây chúng ta đã rơi khoảng 8 ngày rồi 69 8 ngày chúng ta chưa có con nào đổi lại thì 96 nó mới về 3 ngày liên tục và mới nghỉ có một hôm thôi à, những cặp số này thì các bạn có thể quan tâm và lưu ý cho mình à, cái biên độ này thì cũng chỉ là để tham khảo thôi mọi người nhé biên độ này cũng chỉ để tham khảo thôi còn cái phần đường cầu thì mình xin phép là mình sẽ không chỉ trực tiếp ở trên video để làm sao giữa cho cái đường cầu nó kín một chút để các bạn đặt chơi yên tâm về những cái đường cầu của mình Nói chung là trong cái vài phút ngắn ngủi như thế này ngồi soi cầu cho anh em thì mình cũng đã uh, trước đó thì mình cũng đã ngồi soi và tìm ra đây là những cặp số mà mình đã tìm cầu và mình thấy là có đủ cơ sở để các bạn ta chơi còn lại những con số mình khoanh ở đây thì các bạn ta lưu ý tham khảo chủ cầu thì anh em chúng ta vào tiền nhé mình nhận định là như thế thôi xem bên dầu mịt kim ngày mai những con số này sẽ là những con số đứng tốt ở trong cái dầu mịt kim này các bạn có thể lưu ý là chúng ta nên có thể là tránh ra một chút hôm nay thì lô tốp chán được có bốn con tổng cộng cái bảng lô tốp ngày 20 tháng 1 chán được bốn con ngoài ra thì nó có rất nhiều mọi người nhé rất nhiều nhưng mà những cái hàng dưới ấy, thì nó cũng khá ít người chơi cho nên các bạn có thể quan tâm và xem những hàng dưới vì là đường cầu nó có rất nhiều mà đúng không ạ Đường cầu nó có rất nhiều thì các bạn có thể quan tâm và lưu ý những cái đường cầu ở dưới. Đấy. Ok thì về phần cá nhân mình thì mong là may mắn sẽ nhiều hơn khi mà những cái cặp số của mình chốt cho anh em chúng ta nó sẽ có thể nổ được. Thì mình vẫn quyết định là sẽ giữ lại cặp loto à 96 và con 69, trong đó con 96 sẽ là con số bạch thủ để mọi người lưu ý và tham khảo chơi riêng cho ngày 21 tháng 1. Thì mình sẽ chốt trên bảng chốt trực tiếp đây Các bạn lưu ý cho mình ngày mai bạch thủ sẽ là con 96 Lót 69 Các bạn nhớ Ghép xiên Mình ghi xiên này xích xiên là xiên con 52 Tổng cộng chúng ta có 3 số 2 lô và hai cặp xiên Để mọi người chúng ta lưu ý Ngày mai về phần đề thì như mình đã nói Chúng ta tìm được cái chạm Chạm thì chỉ trong bộ 14 thôi trong bộ 14 thì các bạn chúng ta cũng đã có là 696 rồi, 141, chúng ta còn 464 và 191 thôi. Thì nó đều rơi vào cái phần tổng 0, đều rơi vào cái phần tổng 0. Thì mình nghĩ là nếu như mà đẹp nhất ý, thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu có một cái lịch sử nó lặp lại một chút. Sau khi tổng 3, ở đây là một hàng 3 rồi đúng không ạ, 3 sẽ là về 0, đấy. Ngày mai dự đoán chỗ này là tổng 0 thì chúng ta sẽ có 646 cộng với 191 thì hai cầu này đều là báo về tổng 0 hết. Thì mọi người lưu ý cho mình riêng về cặp số này mọi người nhé. Thì mình chỉ chốt cho các bạn ta hai cặp cũng như hai chạm thì thiết là chạm 6 và thứ hai là chạm 1. 6 thì chúng ta có 464. 1 chúng ta có 191 đều về là tổng 0. Thì mọi người cũng như là các bạn chúng ta lưu ý về con số này dành riêng cho ngày mai ngày 21 tháng 1. Nói chung là cũng chỉ có 4 số thôi thì mong anh em cũng như là các bạn chúng ta có thể vào 10 20 000 đánh vui văn nghệ trả đá bị hơi mọi người nhé mong là ngày mai chúng ta sẽ ăn to và trùng lớn thì xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như anh em chúng ta đã có dành thời gian theo dõi video trước khi rời khỏi video thì xin hãy là like và đăng ký kênh để cập nhật những được cái video mới nhất của mình và bật thông báo lên nhấn vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để các bạn chúng ta xem được video của mình sớm nhất và nhanh nhất mọi người nhé còn bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn anh em chúng ta cái video ngày mai của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em